Tháng cô hồn năm 2024 chớ dại thắp hương vào cái thời điểm đại kỵ này, kẻo rước đại họa, đen đủi triền miên, tài lộc đội nón ra đi. Tử Thông xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại chương trình của Tử Thông ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, theo quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch là cái tháng cô hồn và thường mang đến những cái điều xui xẻo. Vì vậy, cái việc cúng bái trong cái tháng này thường được người dân rất là chủ động và cực kỳ là chú trọng. Đây cũng là một trong những cái hoạt động tâm linh phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là vào ngày rằm tháng 7, tức là ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm ấy, nhằm xua đi cái đen đủi và mang lại cái may mắn, cầu bình an cho cả gia đình. Tuy nhiên, nhiều gia chủ lại thường mắc phải những cái sai lầm phổ biến khi mà thực hiện cái nghi lễ, đó là dâng lễ cúng sai ngày và sai giờ. Điều này vô tình dẫn đến các oan hồn vào nhà đeo bám, quấy phá cái công việc, sự nghiệp, khiến cho gia chủ làm mãi không giàu, thậm chí là còn tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Vậy thì khi thắp hương trong cái tháng cô hồn thì nên tránh những cái thời điểm nào và cần thực hiện cái nghi lễ này ra sao để đảm bảo bình an cho cả gia đình? Chi tiết sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì trước tiên ấy, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cái ý nghĩa của việc thắp hương là gì. Thưa quý vị, đời sống tâm linh của người Việt vô cùng là phong phú và đa dạng. Vì thế mà cái việc thắp hương không chỉ diễn ra trên cái ban thờ tổ tiên như chúng ta vẫn thường nghĩ, mà nó còn diễn ra trên ban thờ Phật, ban thờ thần tài, ông địa và ở những cái ban thờ khác nhau nữa. Ý nghĩa của việc thắp hương là khác nhau. Khi con người chúng ta thắp hương trên ban thờ tổ tiên, hành động trước tiên là để thể hiện tấm lòng thành kính, hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, và là cái lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến công sinh thành, dưỡng dục của những người đi trước trong gia đình. Thông qua nén hương, con cháu ở hậu thế cũng mong muốn được ông bà tổ tiên ở thế giới bên kia phù hộ độ trì cho những người còn sống có được sức khỏe dồi dào, gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống, và mong ông bà tổ tiên che chở, bảo vệ cho con cháu sống được bình an, tránh được cái sự quấy nhiễu của ma quỷ trong cái tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này. Bên cạnh đó, trên ban thờ Đức Phật hoặc là Mẹ Quan Âm ấy, thì nén hương thơm thể hiện cái tấm lòng thành kính, kính ngưỡng, sùng bái của các vị tăng ni đối với Đức Phật. Thông qua nén hương thơm này, con người ta mong ước rằng với công đức vô lượng của mình, Đức Phật sẽ phổ độ chúng sinh, cứu vớt họ qua khỏi bể khổ, đưa họ đến gần hơn đến nơi cửa Phật thanh tịnh, tìm được bình an đích thực ở nơi cõi lòng. Đôi khi con người ta cũng sẽ dâng những nén hương thơm lên Đức Phật để cầu mong mọi người được phù hộ, may mắn, bình an, có một cuộc sống công thành danh toại. Còn đối với ban thờ thần tài, ông địa, thì những gia đình làm ăn buôn bán thường xuyên dâng hương dâng hoa để mà cầu mong cho cái công việc buôn bán nó được gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Cầu mong các vị thần may mắn sẽ phù hộ độ trì cho gia đình có thêm nhiều cái tiền bạc, tài lộc. Đồng thời mong rằng các vị thần này sẽ bảo hộ cho tiền tài của gia đình luôn được bền vững, tránh thất thoát, mất mát và hao hụt quý vị nhé. Thứ hai là một câu hỏi đặt ra là có nên thắp hương trên ban thờ vào buổi tối hay không? Thưa quý vị, trong tâm thức dân gian của người Việt xưa ấy, thì đã rất quan trọng cái việc cúng kiếng để mà cầu cái cuộc sống được bình an, ấm no, hòa thuận, và cũng mong để tỏ lòng thành kính với các vị thần Phật bề trên, các bậc tiền nhân hay là ông bà tổ tiên. Trong đó, một cái tục lệ phổ biến cũng đã ăn sâu vào cái tâm thức, đó là cúng rằm mùng 1, đó, cũng như là ngày lễ Tết Dỗ Chạp. Nói chung, ấy, các chuyên gia phong thủy cho biết, thắp hương vào ngày rằm mùng 1 hàng tháng cũng có thể tùy thuộc vào cái nề nếp gia phong của từng gia đình, tùy theo phong tục của từng miền, từng địa phương, mà gia chủ sẽ chọn những cái thời điểm thờ cúng cho phù hợp. Thông thường, ông bà thường thắp hương vào buổi sáng sớm, đó là cái lúc bình minh hé dạng, ánh nắng mặt trời cũng chiếu xuống, như cũng như là các vị thần cũng có thể soi tỏa được cái tấm lòng thành của gia chủ. Thắp hương ngày rằm mùng 1 là những ngày vượng âm, và cái giờ đẹp của buổi sáng cũng sẽ giúp cho các thành viên đấy, có được cái nhiều cái phước lành, may mắn và tăng trưởng, cũng như là lan tỏa nhiều cái năng lượng tích cực hơn. Thì ngoài ra, gia chủ cũng nên thắp hương vào cái buổi chiều tối. Cái mùi hương trầm với cái không gian buổi tối nó cũng sẽ tạo ra cái không khí ấm cúng, sung túc. Tuy nhiên không nên thắp hương sau 19 giờ, tức là 7 giờ tối quý vị nhé. Bởi quan niệm tâm linh trong dân gian cho rằng, sau khoảng thời gian này, nếu thắp hương muộn, sẽ được coi là mời gọi vong hồn dã quỷ tới các vong linh đang đi lang thang trên dương thế. Sẽ theo cái mùi gọi của khói hương mà vào quấy nhiễu gia đình. Cái hành động này tưởng chừng chỉ là cái thói quen tốt, nhưng vô tình sẽ gây hại
gây tai ương đến chính ngôi nhà của các bạn, từ đó khiến cho các tà vong có thể xâm nhập và quấy nhiễu, làm ảnh hưởng đến gia đình, đến sức khỏe của các thành viên. Thứ ba, thắp hương hàng ngày có tốt không? Thưa quý vị, thắp hương lên ban thờ gia tiên, ban thờ Phật, ban thờ thần tài là cái việc làm mang ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc. Thế nhưng có nên thắp hương hàng ngày hay không lại là cái điều mà không phải gia chủ nào cũng tìm được cái lời giải đáp phù hợp và đúng với cái tiêu chuẩn riêng cho mình. Theo quan niệm trong thờ cúng thì thắp hương hàng ngày là cái việc gia chủ nên làm. Đấy, theo quan niệm tâm linh, nên dâng hương hàng ngày để mà bàn thờ gia tiên có được cái cảm giác ấm cúng và tổ tiên luôn che chở phù hộ cho con cháu trong nhà và để tưởng nhớ đến ông bà mình. Những gia đình thờ Phật, thờ bàn thờ gia tiên, thờ bàn thờ ông địa thần tài hay là bàn thờ táo quân ấy, thì nên thắp hương đầy đủ. Khi mà thắp hương thì quý vị cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ và mặc đồ nghiêm túc, thành tâm mà khấn vái. Và để mà lau dọn ban thờ sạch sẽ, quý vị sẽ sử dụng một cái khăn sạch nhé và một cái chai nước bao sái ban thờ nhất tâm hương để lau dọn ban thờ cho được thơm tho sạch sẽ, giúp cho các vị ngự được lâu hơn và cầu gì được nấy quý vị nhé. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương, giúp cho việc thờ cúng nó được linh ứng hơn, cầu gì được nấy quý vị nhé. Thưa quý vị, nói chung ấy, hương khói khi mà được thắp trong không gian thờ cúng sẽ mang đến cái sự thanh tịnh, thư thái cho gia chủ, từ đó cái sợi dây vô hình nối giữa thế giới cực lạc và với người sống ấy sẽ trở nên gắn kết với nhau hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu mà gia chủ bận bịu và không thể duy trì cái thói quen hàng ngày thì chỉ cần thắp hương vào ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ Tết với một chút hoa quả mọn, lễ vật dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện cái tấm lòng thành kính của mình là được. Ngược lại, nếu mà có điều kiện về thời gian thì các gia chủ nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên ban thờ sẽ làm cho cái không gian thờ cúng nó trở nên ấm cúng hơn, lòng người cũng sẽ được nhẹ nhàng hơn và an yên hơn. Thứ tư là cách thắp hương đúng và chuẩn nhất. Thưa quý vị, trước hết chúng ta hãy cùng nhau đi trả lời câu hỏi thắp bao nhiêu nén hương cho đúng. Theo quan niệm của người Việt, khi thắp hương thì cần phải thắp số lẻ như là 1, 3, 5, 7 hoặc là 9 nén hương. Tuy nhiên, người Việt thường thắp 3 nén hương trong các ngày lễ, Tết, giỗ, chạp, cưới xin. Còn khi đến đình, đền, miếu, phủ, chùa thì cũng thường thắp 1 nén hương. Trường hợp mà ở đó đã có hương vòng thì cũng không cần thắp hương nữa để tránh cái sự cố nó có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu mà gia đình thờ nhiều bát hương và gia chủ có thói quen thắp hương hàng ngày thì mỗi một lần thắp, quý vị cũng thắp mỗi một bát 1 nén hương thôi là đủ. Một nén hương sẽ giúp cho gia chủ thể hiện được cái tấm lòng thành kính biết ơn của mình đối với ông bà tổ tiên cũng như là với những người đã khuất trong gia đình. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng người Việt chỉ thắp hương theo số lẻ như là 1, 3, 5, 7 hoặc 9 nén hương hoặc không thắp theo số chẵn. Đó. Bởi lẽ theo quan niệm phong thủy ấy, thì số lẻ là những số dương mang lại nhiều cái may mắn hơn so với số chẵn. Do vậy, theo thời gian đã dần ăn sâu vào tín ngưỡng thờ cúng của người Việt, đặc biệt là các gia chủ nên chú ý đến cái cách thắp hương, đó là phải thắp nén hương thẳng thắng, đúng không ạ? Đồng thời cắm sâu và chắc chắn vào bát hương, tránh để cho nén hương bị siêu vẹo, làm mất đi cái tính thẩm mỹ và luôn có lời khấn vái, báo cáo, cầu xin ông bà tổ tiên khi mà thắp hương để nói lên nguyện vọng cũng như là cái ước muốn của mình và các thành viên trong gia đình. Tự chung lại ấy, thì các bạn có thể nhận thấy rằng đó, cái việc thắp hương hàng ngày thì quý vị có thể là gì? Thắp vào ngày rằm mùng 1 hàng tháng ấy, nó cũng đều mang một cái ý nghĩa như nhau. Tất cả những thói quen thờ cúng này đều giúp cho ông bà tổ tiên thần Phật thấu được những cái lời mong muốn cũng như là thỉnh cầu của gia chủ, phù hộ độ trì che chở cho gia chủ cũng như là các thành viên trong gia đình được bình an, khỏe mạnh, may mắn và thành công hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tư thế thắp hương thế nào cho đúng. Thưa quý vị, về cái tư thế thắp hương cho đúng ấy, thì trước khi tiến hành thắp hương, các bạn cần phải sắp xếp các vật phẩm gọn gàng trên ban thờ rồi mới thắp hương. Khi mà thắp hương vào bát hương thì cũng cần phải chú ý về cái tư thế và cái phong thái, cần phải cung kính, liêm chính, đoan trang, tránh vội vàng. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần phải chú ý đến cái khoảng cách giữa vị trí đứng và cái bát hương không quá xa, vừa đủ để với cái tầm tay dâng hương. Thì ngoài ra ấy, các bạn cũng cần phải cẩn trọng nhẹ nhàng khi mà lấy hương để hương không bị rơi, bị gãy, bị vãi. Bên cạnh đó, khi cắm hương thì nên cắm thẳng,
Nếu mà thắp nhiều hương thì quý vị nên tách nhau ra để tránh cho bát hương nó bị bốc cháy. Thứ năm là một số lưu ý khi thắp hương mà quý vị cần phải biết. Các bạn cần phải lưu ý một số điều như sau: cần phải tĩnh tâm, thành tâm cầu nguyện và không có tạp niệm. Lựa chọn những cái nén hương thẳng khi thắp hương thì cần phải cố định cái chân hương đứng thẳng, không để cho hương bị nghiêng, bị vẹo. Nếu mà hương chưa cháy hết mà bị tắt giữa chừng thì không được rút chân hương ra, mà chỉ cần châm lại cho nó cháy. Khi thắp hương thì cần phải mặc quần áo dài, không được một quần đùi áo cục. Cần phải giữ trật tự khi mà thắp hương để tỏ lòng thành kính, không để trẻ nhỏ chơi đùa la hét ở cái nơi linh thiêng này. Khi thắp hương thì cũng cần phải mở cửa ra. Thưa quý vị, cái lễ vật thờ cúng cũng cần phải được bày biện gọn gàng, không thắp quá nhiều hương bởi có thể làm tỏa ra nhiều cái khói không tốt cho những người xung quanh. Quý vị cũng nên thắp với cái số lượng vừa phải, nên lựa chọn cái loại hương được làm từ cái nguyên liệu tự nhiên như là trầm, tràm để mang lại cái mùi hương dịu nhẹ, thơm tự nhiên, ít độc hại. Không dùng nhang uốn tàn hay là cong tàn bởi chúng đã được đều xử lý qua hóa chất mà khi đốt thì cũng sẽ gây ra nhiều cái khói độc hại. Thưa quý vị, mong rằng với những chia sẻ trên đây của Tử Thông cũng sẽ giúp ích cho quý vị biết được gì những cái giờ tốt để thắp hương, giúp cho quý vị đạt được cái may mắn tài lộc nhất trong cái tháng cô hồn. Chúc quý vị và các thành viên trong gia đình luôn gặp may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Thưa quý vị, và một câu hỏi nữa mà cũng được rất nhiều gia chủ quan tâm trong cái tháng cô hồn, đó là gia chủ thì có nên ra ngoài mộ thắp hương trong cái tháng cô hồn hay không? Thưa quý vị, tháng cô hồn xác định là cái tháng 7 âm lịch hàng năm ấy, thì vào tháng này tại Việt Nam cũng diễn ra cái lễ Vu Lan báo hiếu với nhiều cái hoạt động thể hiện cái tâm hiếu thuận của mọi người, cảm ơn đến những cái đấng sinh thành. Đồng thời vào cái tháng này thì người xưa vẫn quan niệm nên kiêng kỵ nhiều điều, bởi đây là cái tháng diêm vương thả quỷ hồn về nơi dương gian. Vậy thì cái tháng cô hồn có nên ra mộ thắp hương hay không? Theo phong tục của người Việt từ xưa hàng năm ấy, thì đến những ngày Tết Thanh Minh, ngày lễ cô hồn thì con cháu thường ra mộ để thắp hương cho ông bà tổ tiên để bày tỏ cái tấm lòng thành kính biết ơn. Chính vì thế, theo quan điểm của nhiều người thì tháng cô hồn ra mộ thắp hương cũng là cái việc nên làm. Cái việc thắp hương cho tổ tiên là ở cái tâm của mỗi gia chủ, không nhất thiết phải thực hiện vào ngày này ngày kia. Tuy nhiên ấy, có những cái ý kiến trái chiều về cái việc ra mộ thắp hương trong cái tháng cô hồn, bởi có thể các bạn đã biết ấy, tháng cô hồn được cho là tháng mà gọi là tháng quỷ được diêm vương thả về dương gian. Mọi người cũng sẽ thường cho rằng cái tháng này là tháng đen đủi, dễ gặp cái xui xẻo. Chính bởi thế, mọi người thường ngại đi ra ngoài, nhất là đến những nơi chứa nhiều âm khí như là nghĩa trang hay là mộ đó. Theo quan niệm này thì mọi người không nên ra ngoài, tránh cho những vong hồn nó quấy nhiễu. Nói chung ấy thì cái việc ra mộ thắp hương trong cái tháng cô hồn là cái việc xuất phát từ tâm của mỗi gia chủ. Cái việc đen đủi trong tháng cô hồn cũng sẽ là dưới cái quan niệm của dân gian và truyền miệng, vậy nên quý vị cũng cần phải cân nhắc. Do đó, các gia chủ cũng không nên quá quan trọng những cái vấn đề đó, chỉ cần thành tâm hướng về ông bà tổ tiên và những người đã khuất là được. Một câu hỏi thắc mắc nữa chắc hẳn quý vị cũng đang rất quan tâm trong cái tháng cô hồn này, đó là chúng ta có nên lo dọn ban thờ trong tháng 7 âm lịch tháng cô hồn này hay không? Tháng cô hồn có được lo dọn bàn thờ hay không? Cần phải lưu ý những điều gì để không phạm phải những cái điều đại kỵ? Thì dưới đây là một số thông tin mà gia chủ nào cũng nên biết sẽ được chia sẻ của Tử Thông. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết ấy, bàn thờ là nơi linh thiêng, nên là các gia chủ không nên tùy tiện động tay hay là di chuyển bát hương. Thời điểm thích hợp nhất để bao sái ban thờ có lẽ là dịp cuối năm. Tuy nhiên ấy, từ đầu năm đến giờ chúng ta thắp hương thì nếu mà với những gia đình thắp hương như là ban thờ thần tài, ban thờ gia tiên mà thắp hương hàng ngày ấy, thì cái ban thờ nó cũng khá là bụi, khá là bẩn, và cái việc lau dọn ban thờ là quý vị nên làm, quý vị nhé. Đó, quý vị chỉ nên lau sạch cái đồ thờ cúng chứ tuyệt đối không nhổ bỏ chân hương, bởi làm như thế thì bị coi là động bát hương sẽ không tốt với gia chủ. Đó, còn với những gia đình mà không kịp thay bát hương hoặc là tỉa bỏ chân hương vào cái dịp cuối năm ấy, thì quý vị có thể chờ đến tháng 12 âm lịch tới đây thì làm sẽ tốt hơn. Tuy nhiên nếu mà quý vị mà chưa bốc lại bát hương hoặc là bát hương mà chưa có cốt thì quý vị hãy thỉnh ngay nhé, thỉnh ngay cái gói cốt thất bảo để mà nạp cốt bát hương cũng như là bốc lại bát hương trong tháng 7 âm lịch, vì cái tháng này âm vượng, đâm ra là bốc rất là tốt. Thưa quý vị, trong thời gian này nếu mà thực hiện cái việc bao sái thủ tục rút chân nhang ấy, thì quý vị cũng tuyệt đối không được để cái chân nhang bừa bãi vứt ra ngoài,
Bởi theo quan niệm của người xưa, cái hành động này nó là gây ra cái hiện tượng tán tài tán lộc. Sau khi tỉa trên hương thì quý vị cũng nên đem đốt hoặc là thả xuống sông, xuống hồ hay là hòa nước để bón cây, tưới cây. Trường hợp mà thay đổi cái đồ thờ cúng như là bát hương, chén đĩa trong dịp này thì quý vị cũng không nên vứt lung tung mà nên đem thả sông, thả hồ cho mát mẻ, cho sạch sẽ. Với ban thờ cũ thì cây nến, cây hương thì bằng gỗ sơn son thiếp vàng thì nên hóa đi, tránh để nguyên rồi lại gì vứt linh tinh, vừa phạm đại kỵ lại vừa gây ô nhiễm môi trường quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái lưu ý trong tháng cô hồn, những giờ tốt thắp hương cũng như là cái chuyện bao sái ban thờ trong cái tháng cô hồn có nên hay không. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.